Xin chào tất cả các anh chị thuộc nhóm sơ cấp 3. Trong bài này tôi xin giới thiệu cái cách tự giới thiệu bằng tiếng Pháp. Tự giới thiệu là một cái phần sẽ đi theo chúng ta từ A1 đến A2 lên B1, và dĩ nhiên là cái cách thức và cái mức độ, cái quy mô thì nó khác hơn một chút, nhưng mà cái cách làm việc, cái cách tự giới thiệu thì cũng giống nhau. Chúng ta đi thi A1, chúng ta đi thi A2, chúng ta đi thi B1, thì cái phần đầu tiên là chúng ta phải tự giới thiệu. Tự giới thiệu trước hết chúng ta nói về tên của mình, họ của mình, tuổi của mình, địa chỉ của mình, công ăn việc làm của mình, và nếu mình tình trạng gia đình của mình, nếu mình có gia đình, có chồng có vợ thì nói có các con hay không, rồi có bao nhiêu anh em trong gia đình của mình. Thứ nhất là mình nói về mình và gia đình của mình. Thứ hai là chúng ta nói về các cái sở thích của mình. Mình thích thể thao hay là thích các cái môn âm nhạc, nghệ thuật gì đó, rồi màu mè, màu sắc, sách báo. Và thứ ba, chúng ta nói một chút về các cái ngôn ngữ. Tôi biết tiếng gì á, chúng ta là người Việt Nam thì chúng ta biết tiếng Việt, biết tiếng Anh và bây giờ học tiếng Pháp. Trong các cái phần giới thiệu chúng ta đều phải theo cái quy trình như vậy. Trước hết là nói về bản thân mình, nói về bản thân mình là tên, tuổi, địa chỉ và tình trạng gia đình của mình. Rồi có thể nói thêm một chút về gia đình của mình, và sau đó nói về sở thích và các cái công ăn việc làm của mình và các cái ngôn ngữ mà mình nói được. Rồi trong bài này các anh chị sẽ thấy là cô giáo này này, cô sẽ mời bốn bạn sinh viên tự giới thiệu, thì họ có thể nói cái này bỏ cái kia, nói cái kia bỏ cái này, nhưng mà tự chung đi vào phải tự giới thiệu tên của mình và mình là gì, mình bao nhiêu tuổi, mình ở đâu. Rồi sau đó mới nói tiếp một số các cái chi tiết khác. Se présenter en français, tự giới thiệu mình bằng tiếng Pháp, động từ phản thân, tự giới thiệu mình. Cô giáo chào học viên là bonjour les étudiants, học sinh chào lại cô giáo, bonjour madame. Cô giáo hỏi, qu'est-ce que nous avons fait hier en classe, hôm qua ở trong lớp chúng ta đã học cái gì? Thì một em học viên trả lời, thưa cô, madame, hier on a appris, hôm qua chúng ta đã học, comment se présenter en français, tự giới thiệu bằng tiếng Pháp như thế nào? Đây là lời của Leonardo, cô giáo gọi Leonardo luôn. Đúng rồi, Leonardo, em hãy tự giới thiệu đi. Présentez-vous, chúng ta ôn lại động từ phản thân, động từ pronominal là động từ se présenter, được chia như sau: je me présente, tu te présentes, il se présente, nous nous présentons, vous vous présentez, il se présente. Đây là temps présent de l'indicatif. Nếu chúng ta muốn đổi thành impératif thì chúng ta chỉ làm được ở ba vị trí: ngôi thứ hai số ít, ngôi thứ nhất số nhiều, ngôi thứ hai số nhiều. Ba ngôi kia chúng ta không làm được. Và muốn làm imperative, cái công đoạn đầu tiên chúng ta phải bỏ chủ ngữ đi. Công đoạn thứ hai chúng ta đưa cái pronom refleksi ra đằng sau. Tôi của ngôi thứ hai số ít ra đằng sau. Nu của ngôi thứ hai, ngôi thứ nhất số nhiều ra đằng sau. Vu của ngôi thứ hai số nhiều ra đằng sau. Việc thứ ba, đây là động từ nhóm 1, chúng ta bỏ s. Việc thứ tư, chúng ta đổi tơ thành toa. Như vậy, imperative của động từ se présenter ở ngôi thứ hai số ít là présente toi. Bạn hãy tự giới thiệu. Nếu dùng ngôi thứ hai số nhiều như ở đây, présentez-vous, vous đi ra đằng sau, présentez-vous. Em hãy tự giới thiệu. Như vậy, mất chủ ngữ rồi. Vous ở đây là vous réfléchissez. Bạn hãy giới thiệu bạn. Bạn hãy giới thiệu bạn. Đó là imperative. Tôi xin đọc cái đoạn này. Bonjour les étudiants. Bonjour madame. Qu'est-ce que nous avons fait hier en classe? Madame, on a appris comment se présenter en français. Ok, Leonardo, présentez-vous, s'il vous plaît. Đó là cái lời mở đầu. Và đây là cái phần tự giới thiệu của bạn Leonardo. Phần giới thiệu của Leonardo như sau. Trước hết, xin chào, em tên là Leonardo Alfonso. Em là sinh viên của trường Đại học Paris. Em đang học về ngành thương mại. Em đến từ Roma. Em 27 tuổi. Em có một em trai.
Nó 23 tuổi, Fre thì không thể hiện được là anh là em. Chúng ta nhìn vào đây 23 tuổi, tức là nhỏ hơn, mình gọi là em trai. Em có một em trai, nó 23 tuổi, và một em gái, 18 tuổi. Em rất là ngưỡng mộ, hâm mộ Paris và cái vùng của núi Alps, nơi mà năm ngoái em đã đi tới để trượt tuyết. Trong những ngày nghỉ cuối tuần, em có một công việc nhỏ ở trong một siêu thị. Em làm việc ở quầy thu ngân, à la caisse, và em xếp hàng hóa lên trên những cái rayon, là những cái gian kệ để xếp hàng hóa. Em thích coi phim ở trên vô tuyến truyền hình. Em chơi xe đạp và chạy bộ, jogging là tiếng Anh, jogging là chạy bộ, chạy từ từ khi em có thì giờ. Và đó là tất cả. Tôi ở chỗ này chúng ta chỉ để ý là học về ngành gì. Je fais des études en commerce. Và chúng ta có thể thêm vào các cái ngành của mình. Các anh chị học viên mà muốn điền cái ngành của mình vào thì đưa vào đây. Chúng ta học học về khoa học, học về hóa học, học về sư phạm, học về kịch nghệ, học về cái gì chúng ta điền vào cái môn học ở chỗ này và dùng giấy từ O. Je viens de home, em đến từ venir de, tức là từ chỗ này là điểm xuất phát tới. Chữ de này tương đương với chữ from ở trong tiếng Anh. Rồi petit boulot. Petit boulot là một cái từ lóng. Boulot là một cái công việc. Petit boulot là một cái công việc nhỏ, làm tạm thời, làm thời vụ, không cần chuyên môn và thu nhập cũng không có cao. Thường thường là công việc của các em sinh viên, nó đi làm thêm. Bạn sinh viên này đi làm ở trong siêu thị, ngồi quầy thu ngân, đếm tiền và đi xếp hàng hóa lên trên các cái gian kệ. Bonjour, je m'appelle Leonardo Alfonso. Je suis étudiant à l'Université de Paris. Je fais des études en commerce. Je viens de Rome. J'ai 27 ans. J'ai un frère. Il a 23 ans. Et une sœur. Elle a 18 ans. J'adore Paris et la région des Alpes où je suis allé l'année dernière pour faire du ski. Pendant le week-end, j'ai un petit boulot dans un supermarché. Je travaille à la caisse et je remplis les rayons. J'aime regarder les films à la télévision. Je fais du vélo et du jogging quand j'ai le temps. Voilà, c'est tout. Cô giáo trả lời, très bien Leonardo, hay lắm, giỏi lắm, em Leonardo, merci madame, cảm ơn cô, de rien, không có gì. Đó là phần giới thiệu của bạn học sinh thứ nhất, và chúng ta để ý các cái âm mũi. Bonjour, je m'appelle Leonardo Alfonso, bonjour, je suis étudiant en à l'Université de Paris, je fais des études en commerce. En commerce, oui, je viens de Rome, j'ai 27 ans, j'ai un frère, il a 23 ans, tu vois, donc, nous, 23 ans, et une sœur, elle a 18 ans, elle a, nous, 18, de la H comme, tout à nous, X, quoi, tu U, 18 ans. J'adore Paris et la région des Alpes, région, oui, où je suis allé l'année dernière pour faire du ski. Pendant le week-end, j'ai un petit boulot dans un supermarché. Je travaille à la caisse et je remplis. Chúng ta để ý, ký tự em đứng trước P thì phát âm như là N. Do đó, chúng ta đọc là je remplis les rayons, remplis là làm cho nó đầy. J'aime regarder les films à la télévision, mỗi. Je fais du vélo et du jogging quand j'ai le temps. Voilà, c'est tout. Très bien, Leonardo. Merci, madame. De rien. Sau đây là phần giới thiệu của học viên thứ hai. Cô giáo gọi một em nữ sinh. Cô giáo gọi là cô, mademoiselle, em ơi, cô thực sự là rất là lấy làm tiếc, cô đã quên tên của em rồi, em tên là gì? Dạ em tên là Charlotte, thế em học ngành gì? Dạ em học chương trình kỹ sư, em có thích không?
Dạ cũng khá thích, nhưng mà phải làm việc nhiều quá. Các anh chị để ý cái phần này ạ. Mademoiselle, mademoiselle, như vậy có tất cả là 5 syllab. Mademoiselle. Chưa hết, chúng ta thấy ký tự ơ ở cuối không được phát âm. Ký tự ơ nằm giữa hai ký syllab khác cũng không phát âm. Như vậy mademoiselle 5 syllab, còn lại 3 mademoiselle, mademoiselle. Je suis vraiment désolé. S phát âm là Z bởi vì đứng giữa hai nguyên âm. Désolé. Non là âm mũi, comment là âm mũi, vous appelez đọc nối. Je suis, je m'appelle. Các anh chị muốn đọc được cái âm je, âm gió này, thì chúng ta phải siết hai hàm răng lại. Hai hàm răng trên và dưới phải dính vào nhau thì nó mới ra được cái âm này. Và khi dính lại thì cái môi mình nó hơi hở ra, không sao cả, và bởi vì đó là một cái nét bình thường của người Pháp khi phát âm. Và tôi có dịp nói có một số các cái cô gái Pháp đó, thay vì cái môi nó hở ra vừa vừa, họ còn làm cong lên cho nó quá đáng lên, bởi vì họ nghĩ đó là một cái nét duyên. Thì chúng ta không cần làm như vậy, nhưng mà khi siết hai hàm răng lại thì tức khắc hai cái môi nó sẽ mở ra, và chúng ta đừng lấy làm đó làm lạ, đó là chuyện bình thường. Je suis. Bao giờ các anh chị siết lại mà cái môi mở ra thì cái âm này phát âm đúng. Dạ em tên là Charlotte. CH là âm S. Âm S. S rất là mạnh. Qu'est-ce que vous faites comme étude? Chúng ta phải làm quen với cách hành văn như thế này, khó dịch ra tiếng Việt. Em fait, faire des études tức là học đó. Em học ngành gì? Qu'est-ce que vous faites comme étude? Có chữ com này, com là như, mà ở đây chúng ta không có dịch là như được. Em học ngành kỹ sư, engineer, vì chữ G này cũng phải siết hai hàm răng lại thì nó mới ra cái âm gió. Ça vous plaît, đây là câu hỏi lên giọng, động từ plaît à, làm vui lòng ai? Làm vui lòng ba mẹ, làm vui lòng người lớn, làm vui lòng ai? Nhưng ở đây chúng ta không có dịch như vậy. Ça vous plaît, điều này có làm cho bạn vui lòng không, thì không có nghĩa em có thích không, em có thích cái này không. Cái này là cái chương trình học về kỹ sư. Oui, assez. Dạ cũng khá thích. Mais il y a beaucoup de travail. Et mademoiselle, je suis vraiment désolé. J'ai oublié votre nom. Comment vous appelez? Je m'appelle Charlotte. Et qu'est-ce que vous faites comme études? Je fais des études d'ingénieur. Ça vous plaît? Oui, assez. Mais il y a beaucoup de travail. Bạn nữ sinh viên vừa mới nói là em cũng khá thích cái môn này nhưng mà làm việc nhiều quá. Cô giáo trả lời đúng rồi, bien sûr, đúng rồi. Vous êtes doux exactement. Vous êtes doux. Doux này là D apostrophe, này là viết tắt của de, de. Và de này có nghĩa là form, là từ. Em từ, từ đâu mà đến? Exactement, chính xác. Em đến từ chỗ nào? Exactement. Từ mong có tất cả là 4 syllab, nhưng mà cái syllab chứa cái âm ơ nó nằm ở giữa 2 và 4, chúng ta không phát âm, như vậy còn 3, còn 1, 2, 3. Exactement, exactement, chúng ta phải phát âm cái chữ T một chút, không phải exactement, exactement, mà cũng không phải là exactement, nó phải có cái âm T. Âm T này nó hòa vào cái âm tiết thứ 2. Dạ em đến từ Londres. Londres là thủ đô của nước Anh. Londres. Combien de frères et de sœurs avez-vous? Em có bao nhiêu anh em trai, có bao nhiêu chị em gái? Je n'ai pas de sœurs, mais j'ai un frère. Dạ em không có chị em gái, nhưng em có một anh em trai, không biết là anh hay là em. Vous habitez le campus de l'université? Em cư ngụ ở trong khu ký túc xá của đại học phải không? Non, j'ai un petit studio en ville. Không, em có một cái căn hộ nhỏ ở trong thành phố. Studio, studio nó có nhiều nghĩa, có thể là phòng thu âm, thu nhạc. Studio ở đây là một cái căn hộ chỉ có một phòng. Căn hộ chỉ có một phòng, không có phòng khách, không có vách ngăn. Dĩ nhiên là có bếp và có cái góc làm vệ sinh, nhưng mà chỉ có một phòng, như vậy ta gọi là studio.
Est-ce que vous travaillez le week-end, ngày cuối tuần, em có làm việc không? Có. Je travaille dans un bar. Em làm việc ở trong một quán bar. Comme serveuse. Chúng ta lại gặp chữ comme. Em làm việc ở trong quán bar với nhiệm vụ, với cái tư cách là người phục vụ. Serveuse xuất phát từ động từ servir. Servir động từ nhóm 3 là phục vụ. Ở đây chúng ta cũng để ý ký tự S nằm giữa hai nguyên âm thì phát âm là Z. Serveuse. Le samedi soir, các chiều thứ bảy. Chữ le này có ý nghĩa là tất cả các chiều thứ bảy. Một chữ le ở phần số ít nhưng mà mang nghĩa là tất cả các chiều thứ bảy, các anh chị nhớ cho. Nếu không chữ le này thì là thứ bảy tuần này. Qu'est-ce que vous faites de vos temps libres? Các anh chị để ý S không phát âm, S cuối không phát âm. M đứng trước P thì phát âm là N. Do đó chữ này phát âm là ton. Nhiều người cũng còn phát âm không có chuẩn đó, đọc là tâm, ton. Ton như là tăng ca, tăng gia. Từ cái thời gian rảnh rỗi thì em dùng để em làm cái gì? Faire quelque chose, de quelque chose. Làm cái gì, từ cái gì, từ thời gian rảnh em làm cái gì? Faire quelque chose, de quelque chose. Chẳng hạn như là từ, tôi lấy ví dụ như ở trong nông nghiệp của chúng ta, từ cái bột của những cây cây cao su cũ đó, người ta làm ra những cái bàn ghế, các cây gỗ cao su, cây cao su mà nó già rồi người ta cưa đi không làm gì hết, người ta lại làm ra những cái đồ đạc bằng gỗ, các cái tủ kệ mà chúng ta thấy, chúng ta hay mua, thì người ta làm các cái tủ kệ từ gỗ của cây cao su già, hoặc là từ các cái phân chuồng người ta đã làm ra khí gas, người ta cho vào cái ủ biogas. Người ta làm ra khí gas từ phân chuồng, phân lợn, phân heo, phân gà, phân bò, người ta cho xuống một cái hồ. Như vậy làm cái gì, từ cái gì? Qu'est-ce que vous faites de vos temps libres? Từ cái thời gian rảnh em làm được cái gì? J'aime aller pêcher. Em thích đi câu. Pêcher le weekend. Lời này cũng giống như ở lời trên này, tất cả các weekend. Vào ngày weekend, cứ vào ngày weekend, cứ vào ngày cuối tuần thì em thích đi câu. Et j'aime jouer au tennis. Động từ jouer có thể đi với giới từ a, có thể đi với giới từ de. Đi với giới từ a khi dùng để chỉ một môn thể thao. Đi với giới từ de để chỉ một nhạc cụ, chẳng hạn như là jouer de la guitar, jouer du piano. Còn jouer a thì đi với các cái môn thể thao. Và các anh chị nhớ một điều, có một cái quy tắc chung là hầu hết, gần như tuyệt đại đa số tên của các môn thể thao ở trong tiếng Pháp nó đều là tiếng Anh. Và tiếng Anh là một cái tiếng ngoại lai thì nó lại là mang cái giống đực. Tất cả các môn thể thao là le football, le tennis, le volleyball, le basketball, tất cả đều là le ghép với a, nó biến ra o. Như vậy chúng ta có thể nhớ chơi môn gì thì các anh chị cứ nhớ là jouer o. Vào các cái ngày cuối tuần em thích đi câu và em thích chơi tennis. C'est formidable, thật là tuyệt. Merci beaucoup madame, cảm ơn cô. Dạ không có gì. Như vậy cái bài tự giới thiệu này thì không phải đọc như ở phần trước mà cô hỏi mình trả lời. Có một người hỏi và mình trả lời. Bien sûr, vous êtes d'où exactement? Bien sûr tức là dĩ nhiên rồi, tức là cái phần trước anh chị nhớ là em nữ sinh viên này nói là em học chương trình kỹ sư, em cũng thích nhưng mà nhiều việc làm quá, phải làm việc nhiều quá. Dĩ nhiên rồi. Bien sûr, vous êtes d'où exactement? Je viens de Londres. Combien de frères et de sœurs avez-vous? Je n'ai pas de sœur, mais j'ai un frère. Vous habitez le campus de l'université? Non, j'ai un petit studio en ville. Est-ce que vous travaillez le week-end? Oui, je travaille dans un bar comme serveuse le samedi soir. Qu'est-ce que vous faites de vos temps libres? J'aime aller pêcher le week-end et j'aime jouer au tennis. C'est formidable. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Cô giáo mời một bạn sinh viên thứ ba. Bây giờ tới Luca.
Tôi không biết đọc là Luca hay Lucas. Em có thể nói về em được không? Parlez de vous. Động từ parler đi với giấy từ à thì nói với. Động từ parler đi với giấy từ de là nói về. Parler à quelqu'un de quelqu'un. Nói với ai, về ai hoặc là về cái gì. Parler à quelqu'un de quelqu'un. Như vậy nói về mình này. Luca ơi, em có thể nói cho cô biết về em không? Dạ được, bien sûr. Dạ thưa cô được. Em xin tự giới thiệu. Em tên là Luca Fischer, em 17 tuổi và em đến từ Berlin. Em là sinh viên, em thích nhảy đầm, thích đi cine với bạn bè. Em thích lướt net và tạo ra những cái mối gặp gỡ mới. Em cũng có thể ngồi yên lặng, ngồi yên ắng một mình bởi vì em thích đọc sách, em thích viết và em thích vẽ. Cái màu mà em thích nhất đó là màu đen. Em rất là mê nghe âm nhạc cổ điển. Em chơi guitar từ 4 năm nay. Em có thể nói được tiếng Đức, tiếng Anh và một chút tiếng Tây Ban Nha. Dạ thưa cô, đó là tất cả. Ồ tuyệt vời quá. Dạ cảm ơn cô. Chúng ta để ý tới các cái âm mũi này, từ gạch dưới này. Và nhất là khi chúng ta phát âm ơ. Chúng ta đã nói là âm ơ này nó thiên về chữ ô. Nó không phải là ơ bẹt ra, nó không phải là ô, nhưng mà nó thiên về chữ ô. Và chúng ta để ý tới các cái phần nối. Je me présente. Âm mũi je me. Chúng ta phải thấy cái miệng của mình nó tròn lại thì nó mới đúng là cái âm ơ của người Pháp. Je me présente. Je m'appelle Luca Fischer. J'ai 17 ans. Các anh chị hình dung trong cái số 17 này có chữ 10 this và số 7 là disset. Disset tận cùng bằng T nối của A. Chúng ta phát âm là j'ai 17 ans et je viens de Berlin. Je suis étudiant. Âm mũi. J'aime danser. Âm mũi. Aller au cinéma avec mes amis. Đọc nối. J'aime surfer sur internet et faire de nouvelles rencontres. Âm mũi rencontre. Chúng ta nói một chút về cái động từ surfer. Động từ surfer là cái động từ mới. Có thể một số từ điển không có thể hiện cái động từ này. Thì chúng ta biết một cái quy tắc chung là có một số động từ nó xuất phát từ các cái danh từ, chẳng hạn như tiếng Anh hay một số tiếng khác đó, thì đi qua tiếng Pháp khi trở thành động từ thì nó đều ở trong động từ nhóm 1. The surf là cái việc, cái môn lướt sóng. Đây là từ tiếng Anh. The surf, tiếng Anh. Và người ta muốn lướt sóng, lướt net như là lướt sóng, thì người ta biến thành động từ nhóm 1, surfer. Động từ to like trong tiếng Anh là yêu thích, ưa thích. Like, like là nhấn cái nút like. To hug, hug. To chat, chat, vân vân. Thì chúng ta có một cái luật chung như vậy. Chúng ta thấy các cái động từ mới thành lập ra mà xuất phát có nguồn gốc từ cái các cái từ nước ngoài thì nó là nhóm 1. Em rất thích lướt sóng ở trên mạng, trên internet và tạo ra những cái gặp gỡ mới. Me jo po. Các anh chị tròn môi hai cái âm này. Jo po. Tròn cái miệng phải tròn môi, tròn cả cái miệng mà. Me jo po. Aussi être calme, car j'aime lire, écrire et dessiner. Ma couleur préférée est le noir. J'adore écouter de la musique classique. Je fais de, tròn miệng lại, hai cái syllabe này. Je fais de la guitare depuis 4 ans. Đọc nối. Je sais parler allemand. Âm mũi. Anglais. Âm mũi. Et un peu espagnol. C'est tout, madame. C'est excellent. Đọc nối. Merci, madame. Tôi xin đọc lại một phần nữa, lần nữa nhanh hơn. Và các anh chị nhớ tròn miệng lại. Và chúng ta lần gần như là tập thể thao cái miệng mình, chỗ nào thật là tròn thì mình tròn, chỗ nào âm mũi thì chúng ta cố gắng làm cho nó mạnh lên.
Đây là cái phần thực tập chúng ta làm cho nó hơi quá đi, để cho nó quen. Je me présente, je m'appelle Lucas Fischer, j'ai 17 ans et je viens de Berlin. Je suis étudiant, j'aime danser, aller au cinéma avec mes amis. J'aime surfer sur Internet et faire de nouvelles rencontres. Mais je peux aussi être calme, car j'aime lire, écrire et dessiner. Ma couleur préférée est le noir. J'adore écouter de la musique classique. Je fais de la guitare depuis 4 ans. Je sais parler allemand, anglais et un peu espagnol. C'est tout, madame. C'est excellent. Merci, madame. Cô giáo mời bạn thứ tư tự giới thiệu. Và bây giờ, Carolina, em hãy tự giới thiệu. Dạ thưa cô, vâng. Xin chào tất cả mọi người. Em tên là Carolina và em 22 tuổi. Sinh nhật của em là vào ngày 16 tháng 10. Em đến từ Portugal, Bồ Đào Nha, nhưng hiện nay em cư ngụ ở Paris. Em đến đây để học tiếng Pháp. Em nói tiếng Bồ Đào Nha ở trong nhà em. Có tất cả là 4 người, ba em, mẹ em, anh trai em và em. Em rất mê thể thao, em chơi cái môn bơi lội, môn lướt ván và em chơi môn bóng đá và môn bóng rổ nữa. Vào các ngày cuối tuần, em thích đi cine với các bạn bè của em. Dạ thưa cô, đó là tất cả, xin cảm ơn rất nhiều. Cô giáo trả lời, thật là tuyệt vời. Dạ em xin cảm ơn cô. Cô giáo trả lời là không có chi. Chúng ta để ý maintenant, chúng ta đã cắt nghĩa rồi. Ký tự ơ nằm trong một cái syllab. Và cái syllab này đứng trước có một syllab khác, đứng sau có một syllab khác, nó đứng ở giữa thì không phát âm. Nhưng mà chỉ còn có hai. Thay vì maintenant, maintenant, chúng ta phát âm là maintenant. Maintenant, tên mình nhấn một cái. Maintenant. Et maintenant, Carolina, présentez-vous, s'il vous plaît. Ok, madame. Dạ, thưa cô, vâng. Bắt đầu giới thiệu. Bonjour à tous. Xin chào tất cả mọi người. Je m'appelle Carolina et j'ai 22 ans. Và em 22 tuổi. Mon anniversaire est le 16 octobre. Chúng ta để ý chữ le này là cái mùng, là cái ngày 16. Chúng ta sử dụng le đứng trước ngày khi đứng trước không có thứ. Ở đứng trước chúng ta không thấy có thứ, từ thứ hai cho tới chủ nhật thì phải dùng le. Và nếu có thứ thì bỏ le. Je suis de Portugal. Em đến từ Portugal. Mais de nos jours, j'habite à Paris. Nhưng vào những cái ngày này, em đang cư ngụ ở Paris. Je suis venu ici. Em đã tới đây pour apprendre le français, để học tiếng Pháp. Je parle portugais à la maison. Ở nhà thì em nói tiếng Bồ Đào Nha, portugais. Il y a quatre personnes dans ma famille. Trong gia đình em có 4 người. Mon père, ba em. Ma mère, mẹ em. Mon frère, anh trai em. Có thể là em cũng được, em trai cũng được. Et moi. J'adore le sport. Em rất mê thể thao. Adore là cái mức cao nhất của cái chuyện thích đó. Thích là em mê, thích hơn, em mê bien, thích lắm, em mê beaucoup, thích vô cùng. Ở cái đỉnh cao là adore, tức là mê, em mê thể thao. Je fais de la natation. Danh từ natation xuất phát từ động từ nager, vi, nager là bơi. Em thực tập, em thực hiện cái việc bơi, tức là em đi bơi. Và em thực hiện je fais de la planche à voile. Đấy, chúng ta phải đọc nối. Planche là một tấm ván, voile là cánh buồm. Chúng ta biết ở bên một số nước, một số nơi người ta thích chơi cái môn lấy một tấm ván gắn cái buồm lên và cứ để cho nó lướt sóng,
planche à voile, không có động cơ. Je joue au foot, foot là football, tôi em chơi môn bóng đá. Et au basket, cũng là ô, cũng là ô, động từ jouer đi với ô, và chơi môn bóng rổ. Le weekend, vào các ngày cuối tuần, chữ lơ này tất cả. J'aime aller au cinéma avec mes amis, em thích đi ciné với các bạn em. C'est tout, merci beaucoup, đó là tất cả, cảm ơn rất nhiều. Cô giáo khen c'est génial, rất là giỏi, em cảm ơn cô. Je vous remercie, cô giáo nói không có gì hết. Je vous en prie, je vous remercie, je vous en prie. Et maintenant, Calorina, présentez-vous, s'il vous plaît. Ok, madame. Bonjour à tous, je m'appelle Calorina et j'ai 22 ans. Mon anniversaire est le 16 octobre. Je suis de Portugal, mais de nos jours, j'habite à Paris. Je suis venu ici pour apprendre le français. Je parle portugais à la maison. Il y a 4 personnes dans ma famille. Mon père, ma mère, mon frère et moi. J'adore le sport. Je fais de la natation, de la planche à voile. Je joue au foot et au basket. Le week-end, j'aime aller au cinéma avec mes amis. C'est tout. Merci beaucoup. C'est génial. Je vous remercie. Je vous en prie. Thưa các anh chị, trong các cái bài này chúng ta thấy là các bạn sinh viên tới từ các cái nước ngoài và tên của các cái thành phố lạ, này, các thủ đô này. Rồi các em đó có thể nói nhiều thứ tiếng khác nhau ngoài tiếng Pháp, tiếng Đức. Bạn Luca Fischer nói được tiếng Đức, bởi vì tới từ Đức mà, biết tiếng Đức, biết tiếng Anh, biết tiếng Tây Ban Nha một chút, và bây giờ học tiếng Pháp. Bây giờ tới cái phần của bạn Carolina, bạn nữ, thì bạn là đến từ Bồ Đào Nha, thì bạn biết tiếng Bồ Đào Nha là tiếng mẹ đẻ ở nhà, và bây giờ học tiếng Pháp. Và bây giờ tôi xin giới thiệu lại cái phần học về các ngôn ngữ và các cái thủ đô để cho các anh chị có thể ôn tập và đồng thời phát âm đúng tên của các cái thủ đô của một số nước ở trên cái lục địa châu Âu. Trước hết chúng ta coi ở cái cột đầu tiên là tên nước, thì chúng ta thấy từ số 1 cho tới số 10 là các quốc gia feminine. Làm sao chúng ta biết là quốc gia feminine để chúng ta để mạo từ la vào, bởi vì kết thúc bằng ô. Thì đây là các quốc gia feminine, kể cả các quốc gia mở đầu bằng nguyên âm, do đó người ta dùng mạo từ L apostrophe, chúng ta cũng biết đây là feminine. Còn các quốc gia tận cùng bằng các ký tự khác hơn là ơ, bằng K, bằng L, như Việt Nam chúng ta thì là L, các quốc gia giống đực. Đó là chuyện thứ nhất. Mỗi tên quốc gia đều có một cái danh, đều có một cái tính từ đi kèm. Tính từ này dùng để ghép với một cái danh từ. Chẳng hạn như nước Đức, l'Allemagne, thì có tính từ là allemand. Và tính từ thì có masculine là allemand, có feminine là allemande, dùng để ghép với một cái danh từ khác, chẳng hạn như là xe của Đức, rồi món ăn của Đức, và nhất là bia của Đức, máy móc của Đức, thì chúng ta dùng cái tính từ này ghép với cái danh từ mà chúng ta cần nói. Từ cái tính từ allemand này, chúng ta sẽ nói tới ngôn ngữ tiếng Đức, allemand, và chúng ta dùng cái phần masculine. Tôi xin nhắc lại, tính từ thì có masculine và có feminine. Chúng ta lấy cái phần masculine, chúng ta lập ra cái ngôn ngữ l'allemand, và luôn luôn đây là masculine, l'allemand, tiếng Đức. Rồi cũng từ cái tính từ này, chúng ta có thể tạo ra tên của dân tộc, người Đức, đàn ông Đức, l'allemand, phụ nữ Đức, l'allemande. Thủ đô của nước Đức là Berlin, Berlin. Vậy tôi xin đọc tất cả để các anh chị hiểu cái cách tôi trình bày nhé. Đây là tên của quốc gia, tính từ đi theo tên của quốc gia, tính từ thì có masculine và có feminine, dùng để ghép với một cái danh từ mà mình muốn nói. Từ cái tính từ masculine, chúng ta có thể có được cái ngôn ngữ tiếng Đức, tất cả các thứ tiếng đều là lơ hết. Và chúng ta học phát âm cái thành phố, cái thủ đô của cái quốc gia này. Đây là các thủ đô. L'Allemagne, Allemand, l'Allemand, Berlin. Tôi vừa đọc tên quốc gia, tính từ, ngôn ngữ và thủ đô.
L'Angleterre, nước Anh, Anglais, l'anglais, Londres, Italy, italien, l'italien, Rome, l'Espagne, espagnol, l'espagnol, Madrid, la Belgique, Belge, đây là nước Bỉ, tính từ là Belge, thì tính từ này thì dùng chung cho cả masculine và feminine bởi vì nó có sẵn ký tự ơ. Và nước Bỉ thì không có tiếng Bỉ, ở bên Bỉ người ta nói hai ngôn ngữ chính thức là tiếng Pháp và tiếng Flamand là tiếng Hà Lan đó. Ở vùng phía mà giáp Hà Lan người ta nói tiếng Flamand, ở cái nửa nước Bỉ mà giáp Pháp người ta nói tiếng Pháp, một số ít nói tiếng Đức nữa, nhưng mà hai đây là hai ngôn ngữ chính, không có tiếng Bỉ. Thủ đô của Bỉ là Bruxelles, chúng ta ôn lại năm cái từ này: Allemand, Berlin, Angleterre, Londres, l'Italie, Rome, l'Espagne, Madrid, la Belgique, Bruxelles. Số 6, la Hollande, hollandais, le hollandais, Amsterdam. Tiếng Hà Lan thì cũng là tiếng Flamand, người ta còn gọi là tiếng Néerlandais nữa, chúng ta dùng cái này cho nó dễ này, bởi vì lấy từ cái tính từ này ra. La Grèce, nước Hy Lạp, Greek, masculine, feminine là Greek. Le Greek, tiếng Hy Lạp, thủ đô Athens. La Russie, nước Nga, Rus, để chúng ta có Rus dùng cho cả masculine và feminine. Le Rus, tiếng Nga, thủ đô Moscow. La Finlande, Finlandais, đây là tiếng Phần Lan, tiếng Phần Lan là Le Finnois. Đây là trường hợp biệt lệ, người ta không lấy chữ Finlandais, người ta dùng chữ Le Finnois, tiếng Phần Lan. Thủ đô là Helsinki. Le Danemark, Danois, Le Danois, tiếng Đan Mạch, Copenhagen. Le Portugal, Bồ Đào Nha, Portugais, Le Portugais, Lisbon. Thủ đô của Bồ Đào Nha là Lisbon. Berlin, Londres, Rome, Madrid, Bruxelles, Amsterdam, Athènes, Moscou, Helsinki, Copenhague, Lisbonne.